gọi mà lề đường anh kia nhỉ. Chào các cụ nha, em đang ở Phú Yên. Chào anh Tuấn nhá. Nay đi giám sát có ông anh ông em giám sát mà các cán bộ báo mà thích thì đừng đến đêm, thì kể ra anh em rảnh đến tận sáng mai cơ chứ không phải là đêm. Và còn cái em đang định là hôm nay sẽ có cái đơn để tổ để mà phản ánh về cái tổ công tác ngày hôm nay của bọn anh. Chào anh Hà Văn Nam nhá. Vâng, anh Tuấn là anh đi nạp và anh cứ đi đi. Cán bộ Nam à? Anh Tuấn về các anh lại đi lốt anh Tuấn ạ. Anh chào Năng nhá. Chào hiểu ông Tuấn ông đứng đây ông vẫn còn xem của mình. Chào Tuấn đi nhá. Em chả biết sao các anh lại dọn ổ. Và đúng rồi, hết ca rồi Năng ạ. Vâng, đúng rồi anh Nam ạ, em hôm nay em quay lại cái video đấy rồi, em sẽ có đơn phản ánh anh Nam ạ. Chả hiểu sao ở đây cứ gặp anh là hết ca trường ạ. Anh Đức về đâu, anh Đinh Đức à? Em nên em hỏi mấy anh ý bảo là không ai nói gì anh Tuấn ạ. Chốt kiểm soát giao thông, cốt kiểm tra nồng độ cồn. Nghĩa là bây giờ như này là quay giao thông. Còn lúc nào thích kiểm tra cồn quay phát là được nhỉ? Hay nhỉ? Ông Tuấn ông mùi rượu nồng nặc mà không kiểm tra à? Ôi ôi à, ông Tuấn đâu rồi? Chìm. Đó là gì cái đấy? Thằng này chìm không động đến những cái gì nhỉ? À vậy anh mới bắt đầu biến xe Việt Trì về à? Ok, cụ Tùng ở lúc nào cụ ra thì cứ alo bọn em. Đâu rồi? Đúng rồi, đang ở chỗ gần cầu Tiền Châu. Căng mãi mới được cái dây ở đây này, đấy em quay đúng cái tổ công tác ở đây này. Đậu xe trên vỉa hè này thì bây giờ người dân anh ở làm gì có đường lối gì lối đi đây là cuộc. Nếu mày đi xuống đường tai nạn hay nước thì bây giờ ai là người chịu trách nhiệm? Bác cứ bảo là đến đêm hôm nay đến chiều cũng được. Tí thì nắng tí nó không chịu được, không thì ra đường sao được. Mình lại rảnh đến tận sáng mai cơ. Thôi các cụ nhá, tổ công tác ấy, thì di chuyển rồi, các bác ấy lại đi rồi thì chào Linh Chi nhá. Ôi anh Nam ở lại em không biết được. Lúc nãy thì có ông anh Tuấn ông lên ông lai thì các cán bộ bảo là thích thì hôm nay đừng đến đêm, mà sau khi em nghe thì em mới đi lên thì thế ngay cán bộ lại đi anh Nam ạ. Thôi các cán bộ về rồi thì em xin phép tắt lại đây nhá. Chào các cụ nhá. Về rồi anh, thôi về đây.